vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 năm Mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo về như vũ bão. Hoan hỉ chào đón quý vị thân thương đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình thì Diễm Quỳnh mến chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều mang cho mình số phận khác nhau. Có thể thời trẻ, nhiều người sẽ phải sống trong cảnh tù túng, bần hàn, nợ nần chồng chất và nhiều khi họ tuyệt vọng về cuộc sống cũng như là chính bản thân mình. Họ luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể trả hết nợ nần và cứ trả hết cái này thì lại phải mắc nợ đến cái khác. Tiền bạc thì tất nhiên đều là những vấn đề khiến tất cả chúng ta đau đầu. Nhưng mà bạn cứ yên tâm đi, đó chỉ là những chuyện nhất thời mà thôi. Chứ trong năm nay thì thế nào tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 cũng sẽ trả hết nợ. Bạn chẳng phải còn đau đầu vì tiền nữa, nợ mấy chắc chắn cũng sẽ trả được. Và đã thế, lại còn sống trong nhung lụa, tiền bạc luôn dư giả, phúc phận đầy nhà. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 được tử vi học dự báo, trong năm 2022 Nhâm Dần, nợ nần đến mấy cũng trả hết, đổi vận giàu sang nhờ phúc phận đầy bất ngờ. Trong phần luận giải tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm 2022 sẽ giúp cho quý vị nắm bắt được tổng quan về vận hạn của mình trên các phương diện về tiền bạc, công danh sự nghiệp, tình duyên và gia đạo. Qua đó quý vị sẽ biết được thời cơ, nắm bắt được vận mệnh, đổi đời giàu sang nhanh chóng. Sau đây sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm 2022. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, năm 2022 năm Mạng, thấy khó chẳng từ nan. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, năm 2022 năm Mạng có vận trình không mấy khả quan do bị năm Thái Tuế đả kích. Hơn nữa, hung tinh thì nhiều, các tinh phù trợ thì ít, cho nên năm nay bạn lành ít giữ nhiều. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, năm 2022 năm Mạng, hung cát, hung vận, thái tuế, hoàng phiên, thục phi, phi đầu, cát vận, phúc lộc. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, năm 2022 năm Mạng có vận trình không mấy khả quan do bị năm Thái Tuế, tức năm tuổi, năm Hạn đả kích. Hơn nữa hung tinh thì nhiều, cát tinh phù trợ lại ít, cho nên năm nay bạn lành ít giữ nhiều. Dù trong phương diện nào, bạn cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối, khó có thu hoạch tốt. Trong sự nghiệp, bị các hung tinh, hoàng phiên, phi đầu, thái tuế quấy nhiễu, công việc bất lợi, thường xuyên bị tắc nghẽn không thông. Trong năm 2022, bạn có thể đeo thêm các loại bùa cầu an, mặc quần áo, đeo phụ kiện màu đỏ để trừ tà, hộ thân, trợ vận cát tường, phấn chấn tâm tình, hóa giải sát khí. Đặc biệt, những gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 do bị phạm vào thái tuế nên năm nay cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để được hóa giải. Năm 2022 Nhâm Dần, thái tuế cai quản là hạ ngạc đại tướng quân nên trong lễ cúng giao thừa đêm 30 Tết, những gia chủ tuổi Giáp Dần cũng nên làm lễ nghênh thái tuế để được ngài che chở, giúp cho vận hạn của năm được may mắn hanh thông. Sự nghiệp đánh giá 3 sao. Vận trình sự nghiệp năm 2022 của con giáp này tương đối xuống dốc bởi vì hoàng phiên và thái tuế gây cản trở, đặc biệt dễ rơi vào giai đoạn bế tắc sự nghiệp trong năm. Không những vậy, vận thế công việc của bạn trong năm nay cũng tương đối kém. Về cơ bản là khó tập trung làm việc, dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh dẫn đến mắc phải nhiều sai sót phiền phức trong công việc. Bạn có thể đầu tư vào những vật phẩm phong thủy hợp tuổi với mình trong năm nay để hóa giải phần nào hung khí của năm. Bạn có thể tham khảo thêm tại phong thủy tuổi Dần năm 2022. Tài vận đánh giá 2 sao. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, năm 2022 năm Mạng cho biết đường tài lộc của những người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm nay cũng rất tệ. Sự can thiệp và ảnh hưởng của kiếm phong khiến cho bản mệnh thêm hao tài tốn của.
đặc biệt là về đầu tư tài chính, vận may vô cùng u ám, dễ bị thất thoát trong quản lý tài chính, nên tuổi Dần không nên đụng đến các sản phẩm tài chính trong năm nay. Nếu thiếu thốn kinh nghiệm hoặc xuất hiện các tai biến bất ngờ sẽ khiến cho bạn gặp nhiều nguy cơ khủng hoảng nặng nề. Bên cạnh đó, những người tuổi Giáp Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, giúp khai sáng trí tuệ, gia trì công đức, được kết hợp giữa lục tự đại minh chú và chú bát nhã tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp cho gia chủ luôn được bình an, may mắn, thâu thu tài lộc cho gia chủ tuổi Giáp Dần. Tình cảm, đánh giá 3 sao. Nhân duyên tình cảm của Giáp Dần năm 1974 thì nằm ở mức trung bình. Tuy hung tinh sẽ ít can thiệp tới vận mạng của bạn, nhưng vì phạm thái tuế nên chuyện tình duyên cũng không được như ý, chỉ biểu hiện ở mức thường thường mà thôi. Hơn nữa, hầu hết người này đều đã có gia đình, không có gì đặc biệt đáng nói. Sức khỏe, đánh giá 2 sao. Vận sức khỏe của người sinh năm 1974 cũng khá gập ghềnh, bị ảnh hưởng bởi thái tuế và sự vây hãm của nhiều hung tinh. Con giáp 48 tuổi sẽ có thể trạng sa sút, sức đề kháng kém hẳn trong năm nay. Bạn không chỉ phải gánh chịu những đau đớn do nhiều bệnh tật gây ra, mà về mặt tinh thần cũng trải qua lắm dày vò. Một số tuổi Dần trong năm nay cũng vì có phục thi, có nghĩa là phục kích, mà sẽ gặp một số nguy hiểm ngoài ý muốn, gây ra họa huyết quang, tổn thương thân thể. Vì vậy, những chú hổ càng phải chú ý đến sự an toàn của bản thân trong năm tuổi, kẻo rước họa vào thân. Hãy dùng thêm các vật trang trí mang đến điềm lành, đặt trong xe, có ý nghĩa cầu cho cả năm an khang thịnh vượng, ra đường bình an, may mắn. Tuổi Giáp Dần, hãy luôn chú ý giữ gìn sức khỏe. Bên cạnh đó cũng cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Dần Ngọ Tuất. Đây chính là pháp khí phong thủy được kết hợp từ bộ tam hợp quý thần của người tuổi Giáp Dần. Khi mang theo vật phẩm bên mình, sẽ được quý thần tương trợ, hóa giải mọi thị phi, tai ách, tiểu nhân hãm hại, từ đó công việc được hanh thông thuận lợi, tài lộc cũng ùn ùn kéo đến với người tuổi Giáp Dần. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng trong năm 2022 của tuổi này được tính theo các tiết khí cụ thể như sau. Tháng 1, đánh giá 4 sao. Vào tháng riêng âm lịch, vận trình tài lộc của tuổi Giáp Dần không được tươi sáng. Dù đây là khoảng thời gian diễn ra Tết Nguyên đán, không khí náo nhiệt, vui mừng, nhưng do phạm năm tuổi nên bạn vừa không chỉ đón nhận nhiều niềm vui mà còn không gặp vận may, khiến cho bản thân lâm vào thế chật vật khó khăn, cho nên tuổi Dần cũng cần phải lưu ý sự ảnh hưởng của hung tinh và thái tuế, đồng thời thực hiện các giải pháp khai vận bằng phong thủy cho mình. Tháng 2, đánh giá 2 sao. Vận trình sức khỏe của bạn trong tháng 2 tương đối sa sút, bị sao hung tinh chiếu mệnh nên những con giáp này rất dễ gặp phải tai nạn, thường là những chấn thương do tai nạn không thể giải thích, thậm chí đi trên đường cũng gặp đủ những chuyện trời ơi đất hỡi. Vì vậy, Giáp Dần cần phải nâng cao cảnh giác để tránh những mối nguy hiểm bất ngờ gây bị thương chảy máu. Tháng 3, đánh giá 2 sao. Tình hình quan hệ xã giao của người sinh năm 1974 không mấy lạc quan. Do sao phi đầu ảnh hưởng cho nên bạn không mấy quan tâm đến hình ảnh cá nhân của mình, không chỉ dáng vẻ bề ngoài trông lôi thôi rườm rà mà tinh thần cũng rất uể oải, tiêu cực. Những người xung quanh bạn dễ tạo ra bất hòa, còn quan hệ xã giao cũng bị tuột dốc, dễ mất đi những quý nhân trong thời gian này. Vì vậy, những người tuổi Dần nên học cách thay đổi trạng thái của mình trong tháng này, chăm sóc hình tượng bằng cách đầu tư quần áo và thay đổi cách ăn mặc. Điều này sẽ không chỉ làm tiêu tan sức mạnh của phi đầu mà còn giúp bạn dễ ghi điểm trong mắt mọi người, nhờ đó gặp được không ít người tốt, có thể là quý nhân của bạn sau này. Tháng 4, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, năm 2022 năm mạng, dự báo sang tháng này vẫn chưa có khởi sắc, tinh thần của tuổi Dần dường như rất suy kém. Do phạm thái tuế, lại thêm vận khí từ tiết thanh minh, cảm xúc của bạn lúc lên lúc xuống, bấp bênh chìm nổi. Cũng vì vậy mà trong công việc, bạn khó yên lòng, nhìn người nào sự việc nào cũng cảm thấy bi quan. Điều đó sẽ thu hút vận xấu đến và quấy nhiễu bạn. Vì thế tuổi Dần cần phải điều chỉnh cảm xúc, tâm tính của mình, đừng vì yếu tinh thần mà bỏ cuộc vội vàng. Tháng 5, đánh giá 2 sao. Vận trình tài lộc trong tháng 5 âm lịch của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 không mấy suôn sẻ,
bị sao hung tinh chiếu mệnh. Cho nên tháng này, các chú hổ sẽ tiêu tốn khá nhiều tiền bạc. Ngoài việc phải chi trả các khoản sinh hoạt phí, bạn còn gặp rất nhiều vấn đề rủi ro, cho nên phải bỏ tiền ra để dàn xếp, lo toan. Tháng này, tài vận không hanh thông. Giáp Dần cần phải có sự chuẩn bị từ sớm bằng cách tiết kiệm, hạn chế chi tiêu, đồng thời cũng cố gắng kiếm tiền, làm thêm các công việc phụ để có thêm nguồn thu nhập. Điều này giúp hóa giải, giảm bớt ảnh hưởng của hung tinh. Tháng 6, đánh giá 3 sao. Vận trình tình cảm của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nhìn chung ở mức độ trung bình. Dù rằng phạm năm thái tuế, nhưng chuyện tình cảm không bị hung tinh ngáng đường về mặt này, cho nên nhìn chung cũng khá thuận lợi. Đặc biệt, vào tháng 6 âm lịch, tuy rằng chuyện tình cảm không có tiến triển lớn, nhưng cũng khá êm đềm, tình cảm vợ chồng kháng khít, như vậy cũng được xem là khá khả quan. Tháng 7, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, năm 2022 năm mạng, nhận thấy mặt quan hệ xã giao của tuổi Giáp Dần trong tháng 7 tương đối lạc quan. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn là Phúc Lộc, vận khí của những chú hổ trong tháng này tăng vọt, bạn may mắn gặp được nhiều quý nhân trong cuộc sống. Mạng lưới xã giao được mở rộng, bạn sẽ được những người kiệt xuất tương trợ cho, cơ hội trong công việc và tài vận đến càng nhiều. Bạn cũng nên tranh thủ tháng này để xây dựng mối quan hệ hoặc ôn lại tình nghĩa với bạn bè cũ. Tháng 8, đánh giá 2 sao. Sự phát triển sự nghiệp của người 48 tuổi trong tháng này rất khó khăn, bị sao Hoàng Phiên chiếu mệnh và Thái Tuế, vận trình công việc trở nên sa sút. Bạn không những thường xuyên mắc sai lầm, sơ hở trong công việc mà còn dễ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp tại nơi làm việc. Vì vậy, người sinh năm 1974 chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối. Tử vi số khuyên bạn cần làm việc chăm chỉ hơn nữa và nghiêm túc trong công việc. Về mặt tinh thần cũng nên vững tâm, đừng để ngoại cảnh ảnh hưởng đến quá nhiều. Bên cạnh đó, bạn cũng nên hòa thuận với đồng nghiệp để công việc chung tiến triển thuận lợi. Tháng 9, đánh giá 3 sao. Vận trình tài lộc vào tháng 9 âm ở mức trung bình. Trong nửa đầu năm, bạn bị thái tuế và hung tinh quấy phá, cho nên vận thế mọi mặt đều xuống dốc. Cũng may người này có ý chí mạnh mẽ và nỗ lực hết mình, cho nên đến thời điểm này có thể cứu vãn tình hình kịp thời. Nhờ có các tinh phúc lộc mà vận trình sẽ trở lại vững vàng, thuận lợi và ít bị cản trở. Tháng 10, đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, năm 2022 nam mạng cho biết, trong tháng 10 năm 2022, vận may về sức khỏe của những người tuổi Dần có phần cải thiện. Tuy năm nay thái tuế và các sao hung tinh can thiệp sâu khiến cho bạn gặp nhiều nguy hiểm, nhưng may mắn thay, người này luôn đáp lại bằng một thái độ tích cực và lạc quan. Bạn cũng có thể siêng năng tập thể dục và rèn luyện phát triển cho mình một lối sống khoa học, lành mạnh. Vì vậy, Giáp Dần trong năm nay sẽ dần cải thiện được vóc dáng, tinh thần cũng trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Tháng 11, đánh giá 5 sao. Vận trình công việc của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng này khá tốt. Trong tháng 11, dù cuối năm bạn có khá nhiều việc được giao, tuy nhiên, nhờ có kinh nghiệm làm việc phong phú, bạn sẽ giải quyết công việc của mình một cách tuần tự và gọn gẽ, cho nên lượng công việc dù nhiều đến mấy thì cũng giải quyết xong. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuổi này còn có đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty. Vì thế mà sự nghiệp có thể nhờ gió đổi chiều, có cơ hội được tiến lên một bước. Tháng 12, đánh giá 4 sao. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có thể trở nên hơi bận rộn và mệt mỏi trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi thời điểm cuối năm, những con giáp sẽ phải giải quyết rất nhiều công việc cũng như là các vấn đề liên quan đến trách nhiệm, đặc biệt là trong gia đình cũng rất nhiều việc, cộng thêm cả chuẩn bị chu đáo cho một năm mới sắp đến. Vì vậy, tử vi số khuyên bạn cần phải chú ý nghỉ ngơi đầy đủ, đừng để cho bản thân mình quá mệt mỏi và căng thẳng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nam mạng trong năm 2022 nhâm dần. Và chắc hẳn quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm những gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức về tử vi của mình trong đời sống mà Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ, để cho quý vị có thể đổi được vận mệnh của mình phát lên giàu có nhanh chóng. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin mến chào và hẹn gặp lại.